Cô chào các bé. Hôm nay cô mang đến cho chúng mình một câu chuyện cổ tích của dân tộc Thái, nhắc nhở anh em trong gia đình phải biết yêu thương nhau và là phép thử cho sự chân thành trong lúc hoạn nạn. Anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Mời các bé đón nghe câu chuyện Ai tốt hơn ai. Thời trước có hai anh em, cha mẹ mất sớm, sống với nhau rất êm ấm. Hai người làm việc chung với nhau và ăn ở cùng một nhà. Nhưng đến khi lấy vợ, người anh dần dần thay đổi tính nết. Anh ta muốn làm giàu riêng cho mình nên đối đãi với người em ngày càng lạnh nhạt. Thế rồi anh ta tìm cách chia gia tài và cho em ra ở riêng. Người anh chiếm hết nhiều ruộng tốt, chỉ cho em một ít ruộng xấu. Người em phải ra cuối đồi dựng một túp lều để ở. Từ đó, người anh trở nên giàu có, còn người em ngày càng túng thiếu. Sợ em hay đến xin xỏ, người anh luôn tránh mặt. Thấy em lên đầu bản thì anh xuống cuối bản. Ở trong bản, anh chỉ thích chơi với nhà giàu, kết nghĩa anh em với một người trong họ. Mỗi khi bắt được con cá, con lươn, săn được con hươu, con nai, anh đều mời họ đến ăn, mà tuyệt nhiên không bao giờ mời gọi đến em. Trái lại, khi gặp ngày mùa bận rộn hay có việc gì cần, anh mới tìm em để đỡ tốn tiền thuê người làm. Người em tuy nghèo nhưng lần nào cũng vui vẻ đến giúp. Người chị dâu thấy thế động lòng thương, chị bèn khuyên chồng nên đối đãi với người em tử tế. Nhưng người anh vẫn nghĩ rằng chơi với người nhà giàu là phải không tin em tốt bằng bạn. Một hôm, anh ta vào rừng bắn được một con nai rất lớn. Anh định gọi bạn đi khiêng về cùng ăn. Người vợ thấy thế, bèn bàn với chồng hãy thử xem bụng dạ của bạn ra sao đã. Nghe theo lời vợ bàn, đến nhà bạn, anh làm ra vẻ hoảng hốt. Tôi đi săn, chẳng may bắn trúng một người, bây giờ làm thế nào, anh giúp tôi với. Bạn lắc đầu thở dài, trả lời gọn lọn. Trời mưa, rãnh nhà ai, nhà nấy xẻ. Lại nghe theo lời vợ bàn, người anh đến nhà em, cũng làm ra vẻ hoảng hốt. Anh đi săn, chẳng may bắn trúng một người, bây giờ làm thế nào, em giúp anh với. Người em lo lắng, nghĩ một lúc rồi an ủi anh. Đã chót bắn chết, thì khiêng về làm ma vậy. Rồi anh em ta cùng nhau thu xếp tiền và xin lỗi gia đình họ, chứ biết làm thế nào. Lúc bấy giờ, người anh mới tỉnh ngộ, hiểu ra ai tốt hơn ai, mới nói thật chuyện và rủ người em đi lấy nai. Khi khiêng nai ở rừng về, qua nhà bạn, hai người cố ý để đùi nai cọ vào vách kêu sàn sạt. Người bạn đang ăn cơm, nghe tiếng động, chạy ra xem. Khi nhìn thấy con nai to tướng, anh ta đờ người, ra tiếc rẻ. Thế mà lại bảo là người chết, thì ai biết đâu mà giúp anh được? Người anh bấy giờ đáp. Thôi, chào bạn, mưa rơi nhà tôi, anh em tôi sẻ rãnh lấy vậy. Từ đấy, hai anh em trở lại sống cùng nhau, yêu thương đầm ấm. Các bé ạ, câu chuyện ai tốt hơn ai, ngụ ý răn dạy anh em, chị em trong gia đình phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Mặt khác, câu chuyện còn cho chúng ta thấy sự giàu sang chưa hẳn đã mang lại tình bạn chân thành. Chỉ trong những lúc khó khăn, hoạn nạn mới thấy rõ những ai thực sự tốt với mình. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các bé.